Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Sau gần 2 năm, hình ảnh ba mẹ Nhã Phương bật khóc trao tay con gái cho Trường Giang lần đầu công bố gây xúc động mạnh. Vào năm 2018, lễ đính hôn của Nhã Phương và Trường Giang đã gây chấn động showbiz Việt. Tuy nhiên, nam danh hài đã siết chặt an ninh trong ngày vui nên những hình ảnh gần như rất hiếm hoi. Tuy nhiên, cách đây gần một tháng, trọn bộ ảnh đẹp như mơ của cặp đôi trong ngày đính hôn đã được gửi đến công chúng khiến ai nấy phải trầm trồ. Vẫn chưa thôi làm fan xao xuyến khi ít giờ trước nhiều khoảnh khắc xúc động hiếm hoi trong lễ hỏi của Trường Giang Nhã Phương lần đầu được công bố. Đó là khoảnh khắc ba của Nhã Phương dắt tay con gái trao cho Trường Giang. Mẹ của nữ diễn viên xúc động bật khóc, nép vào người con gái khiến con rể phải xoa vai an ủi. Không chỉ thế, hình ảnh cận cảnh đôi nhẫn đính hôn đính toàn kim cương tinh tế của cả hai cũng được bật mí. Hình ảnh Nhã Phương dắt con gái trao tay con rể và mẹ của cô bật khóc lần đầu được công bố. Những hình ảnh cận cảnh nhẫn cưới của Nhã Phương và Trường Giang. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.